Ngọt ngọt béo béo, thơm thơm. Dành cho con gái thôi. Chị ơi. Dạ. Con bánh chuối không? Dạ có. Mẹ đem bánh chuối con ăn nha. Đây. Mày mẹ đốt cho con nè. Tao cái con kỳ. Cái con kỳ này. Ngon không con? Ngon quá. Cho con mới nốt cốt dừa nè, béo béo lắm. Dạ. Con kia thèm hả? Cho kia miếng nè. Ngon quá con. Con ngọt hơn béo béo. Ngon quá, ăn sạch dĩa luôn nè. Nè, còn miếng, hai miếng, mẹ miếng con miếng nha. Miếng mẹ hết dĩa luôn. Còn nước cốt à. Cốt béo ngon quá. Hết rồi. Thôi, thôi đi vô. Đi vô coi. Em biết cái gì hả? Đi đến cái gì? Không được đâu mà. Kệ là không sao hết.